Dạ, chúng tôi đang làm cái video chắc sắp gần xong, đó là cái video đặc biệt là đón Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái thời gian ở Việt Nam á, quá bận rộn. Và lúc đó thì bà con thì lo làm tin. Thì chúng tôi thì quan điểm là mình làm sự kiện, thành ra mình cũng không có cần gấp lắm. Thì chúng tôi làm có làm tin đàng hoàng, làm bằng live stream. Duy nhất KBG hải ngoại có live stream trong suốt thời gian APEC. Những nơi mà KBG hải ngoại có mặt là có live stream. Kể cả những live stream bên ngoài, chẳng hạn như lúc mà chúng tôi gặp được cái thành ủy của Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đó. Nó thành ra chúng tôi có những cái live stream mà nhiều đài khác không có. Và bây giờ chúng tôi có những cái tư liệu chúng tôi mới đưa ra sau khi cái vụ APEC nó lắng xuống rồi. Và ngày hôm qua KBG hải ngoại đưa lên hai bài viết, một bài viết tường trình về thắng lợi của APEC do Chủ tịch Trần Đại Quang biên soạn. Bài thứ hai là bài về cái cũng là Chủ tịch Trần Đại Quang đánh giá về cái APEC. Trong lúc mà đang ở Đà Nẵng á, thì KBG Hải Ngoại có đưa lên một cái bài viết toàn bộ luôn. Cảm ơn anh Trần Hoàng Nam. Trần Hoàng Nam là người dịch dùm cho cái bài viết của Tổng thống Donald Trump. Thì cái bài viết bài diễn dịch bằng tiếng Anh ở trong của Tòa Đại sứ Mỹ, tức là cơ quan báo chí, cái phát ngôn viên của báo chí của Tòa Bạch Ốc đưa cái bản tin bằng Anh văn. Thì cái bản tin như vậy đó là không thể nào là ngụy tạo được hoặc là giả mạo được. Anh Trần Hoàng Nam ở bên Mỹ này, anh dịch ra rồi anh gửi lại ngược lại cho KBG hải ngoại, và KBG hải ngoại đã đăng nguyên văn cái bài nói chuyện của ông Donald Trump. Và duy nhất có KBG hải ngoại đăng cái bài viết toàn bộ. Sau này đó thì các báo như Thanh Niên, báo VN Express này kia thì cũng có, nhưng mà hình như là không có dịch đầy đủ. Thì cái vấn đề đó, ở đây chúng tôi muốn đặt ra đây á, cái hậu quả của APEC là sao? Bữa trước chúng tôi đã đưa một cái phân tích, một cái tiêu cực, đó là tờ báo Người Việt, và tôi đã nói chuyện với nhà báo Đỗ Dũng là tổng thư ký, là cái người Đỗ Dũng và Đỗ Tài Thắng có đi ở trong tham dự đó và có làm những cái tờ tường trình, những cái bài trình. Như ngày hôm qua chúng tôi cũng đưa một cái video của Người Việt lên, thì cái bài tường trình của Đỗ Dũng rất là gọi là rất là trung thực đó. Nói không có gì mà quá đáng, mà cũng không có gì là không thái quá, cũng không bất cập. Thì sau đó mà tôi có nói chuyện với Đỗ Dũng tại sao lại đăng cái bài của ông Phạm Chí Dũng lên. Thì Đỗ Dũng chỉ là tổng thư ký, là chỉ có nhiệm vụ là lượm những cái bài viết xong rồi trao lại cho ông chủ nhiệm hoặc là chủ bút bút. Thì ông Ngô Nhân Rồng ông á, chọn cái bài đó ông đăng. Thì nhà báo có nói đặt vấn đề là mình đã cử phóng viên đi vào trong tận nơi quan sát tất cả sự kiện, thì cái bài báo của mình phải là cái bài báo trung thực hơn bất cứ một cái bài báo nào, dù là mình ở đứng cái thành phần nào đi nữa, mình ở phía bên cộng đồng hay mình ở phía bên Việt Nam, hay là mình vô tư đứng ở giữa, thì cái người của mình là cái người, cái bài báo nó có giá trị hơn bất cứ một người nào. Thế ông Phạm Chí Dũng ông chỉ là một cái người mà viết cho tờ báo BBC, mà tờ báo BBC là cái tờ báo gì? Chúng tôi gọi là báo bắp cải, có người gọi là báo bồn cầu, tức là đọc không ngửi được. Và cái báo BBC đó hồi xưa đó mình nghe đài BBC đó, thì mình nghe bằng âm thanh đó. Bây giờ nó có báo viết nữa đó. Mỗi lần mình bị táo bón thì mình đi vào trong cầu tiêu, mình mở cái đài BBC ra, mình bảo đảm hết bệnh táo bón luôn.
Thì đó là cái quan điểm của chúng tôi. Và tôi đã thách thức đài BBC rồi. Về cái vụ mà điếu cày bị cụt tay. Rồi nói là an ninh TV dàn dựng. Rồi ghép hình ghép tay là để điếu cày ra để lượm mà để mà nhận thức ăn của gia đình mang vào. Ok, Bình Hồng. Thử lại Bình Hồng. Cái vấn đề APEC 2017 đó thì tôi không biết là tờ Người Việt nói sao, nhưng mà cái trở lại cái vấn đề mà bằng cái đài BBC đó đấy. Thì tôi có nói chuyện với lại Trung tướng Nguyễn Hữu Ước. Sao Trung tướng không có thưa cái đài BBC, ít ra cũng được 10 triệu đô la nhưng phải ít đâu. Tại vì đài BBC lúc đó là khi mà chúng tôi nói chuyện về cái vụ điếu cày đó thì đài BBC mới bị bồi thường 6 triệu cho bên Thủ tướng Pháp về cái bản tin. Mà bản tin nó rất là tầm thường đấy, không có gì mà có bồi thường bị 6 triệu. Trong khi huống hồ thì đây nói là công an an ninh TV dàn dựng lên rồi là cắt tay điếu cày này kia, xong rồi ghép cái cánh tay giả vào để làm cho là điếu cày không bị cụt tay. Mà đài BBC nó chỉ căn cứ theo cái lời của vợ của Nguyễn Văn Hải thôi. Thì Trung tướng Nguyễn Ước nói là anh Hùng ơi, mình lượm được cái tiền đó mình có sung sướng không, chắc chắn là mình sẽ bị thù hận suốt đời. Cũng giống nhà báo đó. Ồ, mình bị hacker. Cũng như nhà báo đó. Bây giờ mình đòi bồi thường 1 triệu, thế nhưng mà khi nó tới tay mình chắc là còn lại 500 ngàn. Thế nhưng mà rồi giờ này có được yên thân với tụi cộng đồng không? Thì tha, nhà báo tha xong rồi bây giờ đó thì mình và bạn bè ở bên Việt Nam qua đây đi chơi dẫn đi vẫn đi như thường, đi ăn uống nhà hàng rất bình thường đấy. Nhiều người qua đây bảo là Võ Công Tâm qua đây cũng đi chơi, cứ tưởng là đi bên này ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự bên này ghê gớm lắm chứ không phải không đâu đấy. Nhưng mà ghê gớm với ai rồi, với nhà báo thì không dám ghê gớm. Đoàn Trọng nó cũng phải nghĩa là tìm cách để lấy điểm, đòi đá đít mày ra thì mới được chấp nhận. Thì cái không ai phủ nhận được là cái sự hội nghị cao cấp APEC 2017 được tất cả thế giới đánh giá chứ không phải riêng KBC Hải ngoại. Có điều sự đánh giá của họ đó thì nó không dai dẳng như KBC Hải ngoại. Nói dài thường thường người ta nói dài nói dai nói dở thành nói dốt, thế là 3 4D luôn, nhưng mà 3D. Thế nhưng mà KBC Hải ngoại nghĩ rằng mình không nói dốt, tốt tốt ra thì khoe mà xấu thì che đó. Thì mình thấy rằng cái thành quả đó, mặc dù mình không làm ra nhưng mà mình thấy rằng sự thật nó là như vậy thì mình chấp nhận nó như vậy. Vì không biết là có phải vì những cái bài báo của KBC Hải ngoại đề cao APEC 2017 đó, làm cho ở ngoài trong nước á thì một cái đám ăn mày dân chủ, chúng tôi gọi là ăn mày dân chủ, và ở bên ở bên hải ngoại là ăn mày dân chủ, còn ở trong nước á, gọi là ăn ăn vạ. Trong nước thì không có ăn mày được mà chỉ có ăn vạ đấy. Để đi ăn mày đâu ai cho. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là cô Mai Khôi đấy. Cô ra cô biểu tình, cô cầm cái bảng cô bảo rằng nó đái lên đầu tổng thống Donald Trump. Peace đó. Thì là hòa bình nhưng cô sửa chữ peace đó. Bỏ chữ chữ e với chữ a đi, bỏ phải như chữ is trong đó. ISS. Lý Kiến Trúc mày không cần bàn tới thì tôi đã nói chuyện rồi, ông than rồi, ông sức khỏe ông yếu kém lắm, không biết ông qua khỏi con trăng nào không được thì mình tha cho đi, người sắp sửa chết thì mình tha đi.
Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái hội nghị cấp cao APEC 2017 là một cái thành công của nhà nước Việt Nam, nhưng đó là một cái sự thất bại não nề cho bọn ăn vạ dân chủ trong nước và bọn ăn mày dân chủ ở trong cộng cực đoan. Tại sao gọi ăn mày? Ở trong nước đó thì thí dụ như là cô Mai Khôi đó, có một mình cô này. Cái Mai Khôi đó thì là cái cô này, tôi nghĩ rằng cô muốn chơi nổi thôi chứ không phải là cô chẳng có lý tưởng gì hết. Bằng chứng là cô đi qua bên Washington DC, cô bảo ơi dẹp cái lá cờ vàng ba chọc đỏ này đi, cô muốn nổi mà. Đấy, cô tìm một cái chuyện gì để cho nó nổi, giống như là cái Hùng Cửu Long ấy. Nói chuyện trên Pep Talk với lại Ngô Kỷ ngày mai 11 giờ. Tôi mặc cái áo đỏ ngôi sao vàng. Thế rốt cục cả cộng đồng chỉ có Ngô Kỷ Vũ Trung ra, chẳng có ai hết. Rồi ông Võ Sư Hải ông đánh một cái, ông đánh cũng đánh hụt luôn. Võ sư mà đánh hụt thì không hiểu là đánh sao. Võ sư là đánh cái nào thì trúng cái đó. Thì đó là những cái dàn dựng hết. Thì cái cô Mai Khôi này cũng vậy, cô đi qua bên cô hát, cô bảo dẹp cái lá cờ vàng ba chọc đỏ đi, cô bỏ mà ban tổ chức dẹp thiệt, đưa xuống dưới người ra ngoài phía bên mãi bên ngoài, cô bỏ ra ngoài, cô không làm hát mà hát có hay gì đâu, cô thổi kèn hay chứ cô hát đâu có hay đâu. Thì cô ra cô cầm cái bảng có mình cô đó, thì hỏi một người như vậy đó thì nó là cái gì, đúng là ăn vạ hay cần gì nữa, đâu phải là một tổ chức. Cái muốn muốn có cái dân chủ đó là phải có bên này phải bơm tiền ra, mà bây giờ đang bị nhà báo hăm dọa rằng là cái tiền thu Formosa giờ nó đang nằm ở đâu, Tết xong cái là sẽ có cái nhà báo sẽ yêu cầu sở thuế điều tra dùng cái số tiền nó nằm đâu. Ông Nam Lộc bây giờ đang bảo xin thêm tiền, nó được thu được 1 triệu 6 triệu 7 gì đó, ông bảo là từ đây tới cuối năm còn có mười mấy ngày nữa là hết năm, làm sao thu được 2 triệu. Nhiều khi con số họ đưa ra là không phải có thật, nhưng mà đưa ra để mà hấp dẫn hay ra đều cộng đồng là chúng tôi vẫn còn được ủng hộ. Cảm ơn Bình Hồ, là người hùng tổ quốc, Nguyễn Trung Hùng, you are the best. Không dám đâu ạ. Thì mình chỉ làm bằng cái lương tâm mình thôi, cũng giống như nghe những lời hôm qua nó rất là xúc động, nghe những lời tâm tình của Bình Hồ với lại Lê Xuân Nghĩa. Hôm qua hồi thì mình chỉ làm bằng cái lương tâm mình thôi, cũng giống như nghe những lời hôm qua nó rất là xúc động, nghe những lời tâm tình của Bình Hồ với lại Lê Xuân Nghĩa. Hôm qua Hồ Bình ấy, em nói rất là đúng đó, cái điều đó rất là đúng. Nhìn lại đi, mình làm cái đó cho con cháu mình sẽ cái. Bởi vậy đó, ngày hôm qua anh đã có một cái trước đó đó, anh đã có một cái bản tin, mà bản tin có thật chứ không phải là ấy đâu. Ông bố nó thì bảo rằng con ông bố là không lái xe được, các bảo con nó chở ra ngoài Phước Lộc Thọ mặc bộ đồ quần áo Việt Nam Cộng Hòa vào đội đội mũ rồi đi giày gót. Con nó bảo nó không đi, nó bảo nó không đi lối đó. Thì ông quay lại ông chửi là đồ mất dạy, nó nhờ mày cái ra chở ra ngoài nó không chở. Nó hỏi tại sao lại nó không chở đi thì lại, mà bố đi đâu, bố đâu phải đi công việc gì đâu, đi ra ngoài biểu tình, nhưng mà sao bố chửi con là đồ mất dạy. Ông bảo mày nó không nhờ cái bộ đồ này mà không nhờ tao ở tù 5 năm là tức mấy mà có chương trình được đi HO qua đây thì mày mất dạy. Đúng rồi, nó quay lại nó nói ông, nó bảo đó như vậy bố phải cảm ơn Việt Cộng, tại sao bố lại bảo con mất dạy. Vâng, để coi coi ai muốn vào đây. 5 tháng vừa rồi không có một cuộc biểu tình nào đó thì coi như là hết rồi, 0% luôn đó. Cái số người đã thật sự nặng á, chống cộng không bao nhiêu hết, những người mà mơ mộng á, Việt Nam Cộng Hòa cũng còn. Nên nhớ rằng số người HO đi qua bên Mỹ không nhiều,
Nhưng mà con số nó cao lên á là tại vì nhờ là cái số mà trong gia đình, thường thường gia đình Việt Nam Cộng Hòa nó phải 5 người 10 người, chưa kể những hồ sơ lậu, hồ sơ giả, rồi hồ sơ con lai nữa, làm những cái con lai giả, rồi có những người nó lấy danh sách của Việt Nam, lính Việt Nam Cộng Hòa chết rồi nhưng mà không rõ, không khai tử, không trong thời gian bao cấp, thời gian mà nghĩa là vàng thau lẫn lộn trắng đen ngày 30 tháng 4, nó làm nhằng, làm một cái giấy mà đi vượt biên, à gọi là một cái giấy đi ở tù, như là Hồ Ngọc Phố khi mà tôi bảo trợ ông ăn. Hồ Ngọc Phố bị cái giấy gọi là ở tù về tội vượt biên, mặc dù anh ở tù hơn 3 năm. Thì làm sao mà vượt biên mà làm sao ở tù 3 năm được? Khi bị từ chối. Từ chối khi ông dân biểu Robert Donald nó nói, ông nói với tôi, ông bảo mày về mà nói thằng bạn mày, làm sao nó lấy cái giấy ra tù về cái tội mà ở tù về tội là lính ngụy, chứ không phải là tù về cái tội vượt biên. Thì tôi nói bà phố mày về mày làm cho tao cái tờ giấy mày ở tù, mày ở rõ ràng mày ở tù về cái tội ấy. Thế nhưng mà mày nộp cái đơn, lúc mày nộp đơn là ở tù tội vượt biên, mà vượt biên này thì ở tù có mấy tháng ấy, đâu có ở tù được 3 năm. Thế cho nó lấy cái giấy ra chạy, nó nộp vào thế được đi. Thì còn ngày mùng 9 tháng 12 này ra thì cộng đồng họ sẽ ở Nam Cali chưa thấy nói năng gì hết. Bữa nay là ngày mùng 7 rồi, bên Việt Nam là ngày mùng 8 này, nhưng mà vẫn chưa thấy nói năng gì hết. Thì tại vì lý do ngày mùng 10 tháng 12 là ngày gọi là ngày nhân quyền quốc tế, hay là quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cái ngày này Liên Hiệp Quốc lấy cái ngày mùng 10 tháng 12 làm ngày nhân quyền, quốc tế nhân quyền. Thì cộng đồng ở bên Paris, mấy cộng đồng ở trên Bắc Cali. Năm ngoái ở Bắc Cali mà lúc biểu tình nhé, có khoảng chừng mười mấy người, không được tới 20 người. Lý do cái mùa này lạnh lắm, ai ra biểu tình, có thằng điên ấy ra ngoài ngồi, ai đi. Thì còn cộng đồng Nam Cali thì mấy lần trước á, cũng có biểu tình, cũng tuyệt thực. Thế nhưng mà bên cạnh ấy, chỗ tuyệt thực, cái chỗ Phước Lộc Thọ nó là cái phở Hòa. Bây giờ là phở Quang Trung. Thật sự là cái phở đó, phở Quang Trung bây giờ nó cũng đổi chủ rồi. Anh này là người ở trong phở Hòa mà ra. Bây giờ anh già rồi, anh về hưu anh bán luôn. Bán cho người khác. Biểu tình đã xong rồi cái 12 giờ tất cả mọi người đi về rồi, báo chí đi về nha, bà con mắt cộng đồng dư luận đi về hết, kéo cả lũ đi vào trong nó ăn ăn phở ra ngồi trong rồi ngủ, có người về nhà nữa, ai cấm về nhà ăn cơm, gần sáng ấy ra lại phải ra lại, như lỡ báo chí nó tới, nhất là báo Mỹ mà tới nó chụp hình nữa. Thế hỏi nếu mà người ta tuyệt thực suốt đêm á, người ta không ngủ hay là người ta có ngủ đi nữa thì dậy thì mặt mày nó cũng phải bơ phờ, nó cũng phải hốc hác, đằng này buổi sáng ra cái mặt tươi rói lên như vậy thì đâu phải tuyệt thực. À, vâng, à, bình hồ.